Hello, xin chào tất cả bác tài. Hôm nay em đang ở TMT Phú Nghĩa để quay cho các bác những chiếc xe ben hiện đang có mặt ở bãi TMT Phú Nghĩa. Đây là chuyên các dòng TMT Cửu Long, dòng Hồ Vô Sinochắc, dòng KC, dòng JB, ba dòng ben chính bên nhà máy Cửu Long lắp ráp phân phối ở thị trường Việt Nam đối với dòng ben nhẹ. Đầu tiên là một chiếc xe ben một cầu Hổ Vồ Sinochắc 6 tấn 45, rất là mới, chiếc xe đời 2022 mới nhất hiện nay, có phiên bản đây là màu xanh dưa. Đấy. Bác có thể nhìn thì đối với chiếc xe này thì có kích thước thùng hàng được chuyên đến 5,2 khối. Đấy, gần 5,2 khối kích thước thùng hàng, với cơ lốp là cơ lốp 825-20, lốp DRC 825-20 cùng với thùng hàng 5,2 khối. Bên cạnh là một chiếc xe cũng là 6 tấn 45, nhưng mà đây là phiên bản 2 cầu. Phiên bản 2 cầu này thì hồi trước trước đây các bác, cầu trước này, cầu sau cũng là cầu tròn, và tất cả các hệ thống cầu số nhíp của hệ thống xe ben Cửu Long thì khá là chắc chắn, được vận hành rất là bền bỉ. Đây các bác có thể nhìn sau là cầu sau của chiếc xe 8 tấn 6 tấn 45. Đấy, bên cạnh này, con này là cầu láp các bác nhé, được, tất cả là cầu láp. Đối với chiếc xe 2 cầu thì sẽ có thêm hộp số phụ. Hộp số phụ của chiếc xe 6 tấn 45 đây, các bạn có thể đang xem. Đấy, hộp số, chúng ta đang các thứ rất là to. Với động cơ, trên hai chiếc xe 6 tấn rưỡi này đều là động cơ 85kW. Đây, động cơ bên chiếc xe 1 cầu cũng là động cơ 85kW. Cabin 3 chỗ ngồi được bọc da rất là đẹp. Em sẽ quay xa để bác có thể nhìn tổng thể được chiếc xe đây. Và bên cạnh đây là một chiếc xe dòng KC, dòng Khâm Châu Trung Quốc. Thì đối với chiếc xe này sẽ là chiếc xe 1 cầu, có thể phù hợp cho các bác chạy vật liệu xây dựng, với lốp rất là to. Và cửa lốp đây là lốp 9. Lốp 9 này và thùng hàng này, các bác có thể thấy rất là rộng. Thùng hàng của chiếc xe 8 tấn 2 này có thể chở được khối lượng hàng hóa lên tới 6,4 khối. Rất là lớn. Đây, động cơ. Động cơ sử dụng trên chiếc xe ben này là động cơ IC140, động cơ Trung Quốc, đứng đầu về cái ngành sản xuất động cơ ở Trung Quốc, rất là bền. Dòng động cơ này thì tuyệt vời luôn. Và đây là nội thất bên trong của một chiếc xe 8 tấn 2 hoặc là cabin chung của dòng KC, nó sẽ như này. Đấy, hộp số 5, 6 số tiến, 1 số lùi. Tuyệt vời. Xe rất là mới. Đây là chiếc xe đời 2021 nha các bác nha. Đấy. Và bên này là chiếc xe dòng Hổ Vồ Sinochắc phiên bản 1 cầu. Và đây là con lốp 11, tức là con 8 tấn 8 1 cầu các bác ạ. Cabin ở đây là cabin kép này, có giường nằm. Các bác có thể nhìn thấy một ô cửa kính phía sau. Đấy, chắc chắn là chiếc xe cabin đơn. Không có cái ô kính đấy. Đây, đây là phần cổng trước. Cổng sau dưới kia. Gầm rất là cao, lốp rất là to, thùng hàng chở được rất là nhiều. Thùng hàng chiếc xe 8x8 này có thể chở được lên tới 7,2 khối, 7,1 khối. Đây, còn đây là chiếc xe 7 tấn 7, cũng là dòng Hổ Vồ Sinochắc 1 cầu. Tuy nhiên thì cái lốp của chiếc xe này nó chỉ là lốp 10, so với chiếc xe 8x8 là lốp 11. Và động cơ của hai chiếc xe này cũng có sự khác nhau.
Đối với chiếc 8 tấn 8 này, động cơ của chiếc xe sẽ là động cơ 160 HP. Và động cơ bên này là chiếc xe 7 tấn 7 sẽ là động cơ 140 HP. Và cabin đều là cabin đôi, có giường nằm. Đấy, thùng hàng của chiếc xe 7 tấn 7 này nó rơi vào tầm 6,5 khối. Đây là phù hợp các bác chạy vật liệu xây dựng. Rồi, thì hầu hết các chiếc xe ben ở đây thì em sẽ đã quay cho các bác. Ngoài ra còn một số dòng ben chuẩn bị gia nhập vào thị trường trở lại với những dòng đời 2022 như 3,5 tấn, 1 tấn, 5 tấn này, rồi là 7 tấn 2 cầu lắp. Đấy, các bác có thể xem, nếu mà cần thêm chi tiết thông tin về xe có thể inbox em qua số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp hoặc là qua địa chỉ ở TMT Phú Nghĩa để xem xe. Thì bên em đang là địa chỉ đặt tại km 24 quốc lộ 6A, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào các bác nha.